ôm cũng không dám ôm, cuối cùng cũng trải qua được một đêm, hai người vừa ngủ dậy, vẫn còn lơ ma lơ mơ, Nasa ánh mắt như cún con nhìn vợ của mình, cô ấy vẫn còn đang thay quần áo trong cơn ngái ngủ, thế này thì ai mà chịu được chứ, cậu ấy đang định ngăn lại. Vì vậy hành vi trong mơ hồ đó của Tsukasa bị ngăn lại, nhưng khung cảnh ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu Nasa, nếu nói cô ấy sẽ xấu hổ ở những nơi sáng sủa, vậy thì ở chỗ nào tối là được chứ gì, hơn nữa mới chỉ nhìn được có một chút, thế mà cô ấy lại không mặc nội y. Lúc này Tsukasa đã thay quần áo đàng hoàng, chuẩn bị nấu bữa sáng khiến cho Nasa kích động không thôi. Cô ấy đúng là chu đáo ghê, giống như một người vợ đảm đang vậy. Rõ ràng vừa kết hôn xong mà đã quên rồi. Tsukasa mở tủ lạnh ra, bên trong cái gì cũng có, đây là đồ do Nasa đã chuẩn bị từ trước. Cậu ấy vì để cân bằng dinh dưỡng, thậm chí còn đã tính toán khoa học, cuối cùng phát hiện lẩu thập cẩm là đơn giản nhất, cũng là cách ăn dinh dưỡng nhất.